Bạn chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái món ăn gọi là đặc sản của tỉnh Cà Mau mình rồi. Thì các bạn cũng nghĩ được món gì đó không? Đó là món bánh tầm cay đó các bạn. Thì mình thấy là có rất là nhiều bạn là review ở cái quán bánh tầm cay Ông Đạo rồi ở phường Tư Cà Mau đó các bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không review cho các bạn cái quán bánh tầm cay của Ông Đạo nha. Mình sẽ review cho các bạn một cái quán bánh tầm cay, ai nhà bánh tầm Cô Lan. Tại vì cũng khá là nhiều bạn cũng đã ăn ở bánh tầm cay Cô Lan và nói là nó cũng rất là khá là ngon và chất lượng cũng không thua kém gì bánh tầm cay của Ông Đạo cả, nên hôm nay mình sẽ review bánh tầm của Cô Lan cho các bạn xem nha. Thì xin mời các bạn cùng đi với mình nha. Đây là cái dĩa cay của mình, đây là dĩa bánh tầm xíu mại gà, vừa có xíu mại vừa có gà luôn. Đây là miếng huyết nè anh em, đây là gà nè. Thì đây hình như là cái phần một cái phần chân, một cái phần ngay đùi. Còn đây là phần xíu mại nè anh em. Đó, đây là bánh tầm. Dạ. Chưa bên này ít cay đó chị, này cay à, này cay bên đây này, cay. Ăn bánh tầm là mình không thể nào thiếu được cái dĩa muối ớt chanh đó, anh em thấy không? Này là rau, này là rau thơm. Bên kia là một cái xưởng nước đá nên là nó hơi ồn. Anh em thấy không, đây là cái sợi bánh tầm nè. Nó dày và nó dính hơn nhiều so với sợi bún bình thường của mình. Đây là sợi bánh tầm. Thì mình đã kêu ở đây là mình kêu một phần cay cho mình. Thằng em thì một phần không cay. Sẽ trộn lên trước. 4:30 nè anh em. Nên là bữa này hơi nắng ngay mắt luôn. Rồi xin mời anh em ăn với mình nha. Có dễ như vậy luôn chưa? Kêu là một cái phần có cay, nhưng mà thật sự là cũng không cay lắm. Khi vừa ăn vào thì nghe tê nghe đầu lưỡi liền. Nhưng mà về cái độ cay thì không có cay bằng những cái mì, bằng những loại mì cay 7 cấp độ nha anh em. Mì té quẩy. Kêu một dĩa 5.000. Kêu đi một dĩa 5.000. Thịt thì gà thì cũng khá là mềm. Sợi bánh tầm thì nó dày và nó dai hơn khá là nhiều so với sợi bún của mình nha anh em. Sợi bún đó thì mình ăn vào thì nó mình cắn nó đứt nó liền luôn, nhưng mà cái sợi này thì nó làm dày hơn và dai hơn so với những cái sợi bún của mình. Nắng quá. Gà này là phải chấm với muối tiêu chanh. Thank you.
cái sợi bánh đầm này nó làm nên một cái nét đặc biệt riêng cho cái loại bánh đầm này. Nhưng mà một phần nghĩa là nó cũng rất là khá là dễ ngán, tại vì do là cái sợi bánh dai và nó dày hơn rất nhiều so với sợi bún của mình. Rồi ăn xong thì mình giải khát bằng canh nước trên bàn luôn. Thì ở đây mở bàn nó sẽ có một cái canh nước lạnh như thế này và một lố ly như thế này, mỗi người uống xong một cái ly nhựa như thế này thì mình dục. Giờ, lúc mình lại thôi, 4 giờ. Khoảng 4, lúc mình lại là khoảng 4 giờ 15 thì lúc đó thì lúc này cô mới đang chuẩn bị mở bán thôi, chứ là đang làm. Thì quán mở khoảng chắc khoảng 4 giờ 20 quá, 15-20 thì lúc đó là cô Lan đây mới mở quán nha các bạn. Thì vừa mở thôi rất là đông khách rồi, mọi người xung quanh ngồi rất là đông luôn. Tính tiền em chị ơi. Chỉ hai loại mà vừa xíu mại mà vừa gà thì là 33, còn dĩa mà xíu mại không là 30. Dĩa như vậy 5.000 nữa anh em. Vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây nha anh em. Nếu anh em nào có dịp ghé, dạ cảm ơn. Nếu anh em nào có dịp ghé Cà Mau thì nhớ ghé ủng hộ quán bánh đầm của cô Lan nha.